Em mới là hơn anh quá lo đây đúng không anh có buồn khê không mẹ bà buồn khê ở lại năm mới mới xong kỳ kỳ rồi anh chào mong đi ở ở nhà mình rồi đây là cái mùa quan nè sao đây nhà có đấy tụi bé vô buồn luôn này cái gì này anh có cái thế này
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.